cái lá thơ. Đọc hết rồi. Em Ngọc thân mến, anh không thể nào sống được khi thiếu em. Cung máu trung thường, hiểu không? Con rút cho nó ngắn cái câu là cung mạch máu và trung thất bình thường. Mẹ ơi mẹ, con bệnh rút của con mà mẹ rút lại hoài. Ông Vàng, ông bước ra đây. Ông Vàng, ông Vàng ơi, là ông Vàng. Ông lì dữ vậy ông Vàng? Ngày nào cũng để tôi nói ông hết vậy. Ông ra đây ông nói chuyện với tôi. Bước ra đây. Thằng cha lì lộm, già rồi chứ đâu phải là con nít đâu mà để dạy ông hoài vậy. Ngày nào cũng qua cũng la cũng chửi ông hết á. Trời ơi, có con bịch trát thì đem giục mẹ nó ngoài đường đi. Giục vô quán tôi hoài vậy, kỳ cục ghê á. Tôi nói xong không trả lời. Dạ, trả lời tôi coi. Mệt quá. Bị gì vậy? Có sao không? Bà Ngọc. Gì? Bà thấy bà phiền không? Đau không nói nên lời. Nửa đêm không cho ai ngủ hết trơn hết trời. Thì đau thì nói đại là đau đi. Tôi vừa chửi cậu đầu nói tôi đau là tôi nín rồi. Tự nhiên cái giờ gọi im re đó. Bị gì? Đau lắm không? Đừng mần phiền nữa. Vậy, vậy, vậy. Quan tâm mà thì ghét. Làm gì quyết. Ăn đi. Tôi ăn rồi. Ăn đâu mà ăn. Tôi thấy là xanh xao gì nè mà ăn cái gì mà ăn. Ráng ăn đi. Rồi mấy đứa cháu ông đâu? Bỏ ông nhà con mình vậy? Bữa nay thứ bảy mà tụi nó đi chơi đi bời ai mà biết. Mất dạy. Tôi nói cái quân này là mất dạy chứ. À đau lắm. Xin lỗi. Tại vì con cháu trong nhà mà bây giờ chú nó bệnh vậy đó, sắp chết khô chết héo nó không hay. Đi chơi chơi cái bông nội cha nó hay gì mà đi chơi. Qua cái miệng bà tôi mới chết khô chết héo. Không được, tôi đưa ông đi bệnh viện. Đi với tôi đi, ráng ăn miếng. Khùng quá. Ây da, bà khùng quá đi. Đi lên bệnh viện. Tôi thì đó giờ bà biết rồi đó, keo kiệt chết mày á. Tiền đâu mua bảo hiểm. Không có bảo hiểm như bệnh viện. Không lấy tính tiền mắc lắm. Ai mà trời chịu đất ơi, chết rồi đem theo hay gì. Trời ơi, tôi chết tôi đem không được, tôi cho mấy đứa cháu tôi. Bây giờ sợ tốn tiền đúng không? Bây giờ tôi sẽ điện tâm bóng. Nó tới đây nó khám cho ông. Nó khám cho ông là nó không có lấy tiền luôn. Ha, được đó. Cái gì vậy? Thôi dẹp giùm tôi cái ý nghĩ điên khùng nữa được không? Sao vậy? Thằng Tâm đó là thằng Tâm khùng. Thằng Tâm bóng nhưng nó có tâm đức. Ông tin đi, nó là chuyên gia xét nghiệm cho vòng vòng cái xóm mình, nó xét nghiệm hay lắm. Thôi thôi thôi, thằng nó vừa bóng mà nó vừa bị khùng đó. Ông không có cãi tôi, sắp chết rồi cũng phải cãi tôi cho bằng được à. Nín đi, để tôi kêu đó. Dạ bác giữ chặt giùm con đi, giữ chặt đi, giữ chặt đi. Giữ chặt ông già ơi. Cái gì vậy ta? Mới rút có ba ống mà bị đặt gục rồi. Tâm ơi Tâm, tao lại mày Tâm ơi. Tâm gì lại con quá, trời ơi Tâm ơi. Gì lại trời? Cha sanh mẹ đẻ tao chưa bao giờ tao thấy mà sinh máu mà sinh nửa tủng lạnh như mày hết á. Đáng lẽ là người khác người ta sinh có một ống thôi, nhưng mà tại vì bác Vàng nói với con á là sinh gọi là sinh dự trù đi, thì con tính lấy ống, bây giờ con lấy dư thêm ống để gọi là dự trù, lỡ đi đường có rớt té bể đổ thì có ống thứ hai. Nhưng mà cái tính của bác á là lấy mà cà giật gió nó vô nó đông máu lại thành huyết, đâu phải thành máu đâu. Con mới lấy ống thứ ba, bởi vậy bác mới bị con lấy ống thứ ba, chứ không lấy hai ống là đủ rồi. Trời ơi là trời, tao chưa được 300 gram máu nữa mà lấy mẹ anh hết nửa ký rồi. Thôi bây giờ là bác Vàng cũng xong rồi, con cũng lấy rồi, bây giờ bác đừng ý kiến nữa. Tao sắp xong rồi đó, bây giờ tao chuẩn bị vô hạ quyệt là được. Xây cho tao cái kim tỉnh đi. Thôi đừng. Thôi bác nói con tự ái qua mút con không lấy nữa đâu. Chắc mày có cơ hội mày lấy tao lần nữa. Trời thôi mà giữ hơi giữ sức đi. Bây giờ bác nè, bây giờ bác có Vàng lấy rồi thì thôi bây giờ con cũng lấy cho bác. Mà con thì con không lấy bác nhiều, lấy một ống thôi. Đây.
Ấm này chỉ có 160ml thôi. Thôi khỏi con ơi, tháng nào tao cũng tự nguyện hết á, nên thôi mày khỏi xin. Trời ơi, bây giờ con nói bác nghe, bây giờ bác lấy đi. Bác vàng lấy được 3 ống, tại vì bác vàng người nó khô, cho nên thôi lấy 3 ống là máu. Bác là lấy 5 ống đi, trừ 2 ống mỡ bỏ ra, lấy 3 ống máu. Áo của bác là máu loãng nữa. Trời con về con là... phải cô đặt con phơi nắng phơi xương, con rút con tinh chế lại, con đặt trị lại nữa. Khó lắm. Thôi bây giờ con nói bác nghe, lấy đi trị bệnh, biết đâu bác hết bệnh, bác khỏe trong người. Tao làm sao tao có bệnh tật được, bởi vì tao có thân kim can bất hoại. Ủa trời ơi, bệnh đồng da sát không có được. Thôi bây giờ bác con nói bác nghe, giọt liền cho tao thử cái bản bệnh đồng cỡ nào dữ vậy. Thằng cha này sao không chết đi, chết đi cho đời bớt một cái nghiệp miệng. Cái nghiệp miệng là từ bà ra, bà lôi đầu nó về đây rồi xong nó lấy ba ống máu của tôi. Thôi, hồi nãy giờ không thấy bổ béo con mẹ gì hết, không biết xét nghiệm ra có bị chết không nữa đây nè. Bây giờ là con lấy được của bác rồi, còn bác này là coi như là kiên trì quá, cãi hoài con không lấy được. Bây giờ nè, con đi về con xét nghiệm cho ông vàng trước, tại vì thấy bác thấy ông yếu lắm rồi. Bây giờ bác quyết định bác không cho lấy đúng không? Tao sẽ cho mày lấy, nhưng mà một ngày đẹp trời tao đi coi thầy đồ đàng hoàng. Thôi coi thầy là không được đâu. Tao mạng thì tao mới tới kiếm mày chứ. Thôi bên thầy là không cho lấy máu đâu. Thôi rồi được rồi được rồi, tao sẽ cho mày lấy máu đem bây giờ về cho, xét bây nghiệm giờ liền. Cho hay không? Cho. Cho thì không có đổi ý, không có phân tích, cho là con làm lại liền nè. Thôi được rồi. Không cho thì mình không biết thuyết phục. Tôi mới cho chứ đó nghe. Cho là không có thuyết phục. Cho đi má làm liền. Tôi đau bụng cái tao, cái tay nào hay xài đâu. Mà tay bác yếu lắm. Thôi giờ thôi làm lại đi. Rồi nè, yeah. Bây giờ con lấy nha. Lấy mà đủ máu thì con mới ngưng, chứ con không có lấy đúng một ống đâu. Mà cái tay mà mở không nổi là do thiếu máu chứ không phải bị liệt đâu, đừng đổ thừa con. Bây giờ bắt đầu con lấy là con đẩy hơi ra nè. Con bắt đầu ghim vô nè. Bây giờ con cho biết bác biết cái kết quả này là bác. Ôi, bác đừng có kỳ cái bàn. Con biết kết quả này đi rồi, nôn tính quá à. Không có gì nôn quá à. Tao đây sợ này. Nhất là từ xưa giờ tao không có đi khám bệnh là tại tao sợ loại bệnh. Trời ơi, bệnh của mình biết sớm mình trị sớm, chứ mình giấu bệnh rồi mai mốt có bể một cái ra sao trị được. Anh thà bể ra chết queo luôn. Bây giờ nè, con nó bắt nghe bắt mừng nè, bác đừng chà nữa. Thai khỏe. Thai khỏe. Thai bình thường luôn. Thai khỏe, thai bình thường là mừng. Mà hai cái phôi thai lận. Hai cái phôi thai luôn. Đúng rồi. Mà mấy cái gì, hai cái phôi thai này là hiện tượng gì biết không? Hiện tượng gì? Sinh đôi. Trời ơi, sinh đôi là đi chúc mừng ta đi. Chúc mừng ai? Chúc mừng cái người sinh đôi đó. Là chúc mừng bác á. Trời ơi, mày điên rồi, tuổi này rồi bây giờ tao nhét trứng bắt thảo, nhét trứng dịch giữa vô tao đẻ hay gì? Con điên. Coi coi ai? Để coi coi, Nguyễn Thị Ngọc nữ. Ừ. Tao đâu có nữ đâu, tao Ngọc thôi chứ không có nữ. Là bác là Nguyễn Thị Ngọc. Ừ. Giới tính nữ. Đúng con rồi. Nguyễn Thị Ngọc nữ cũng giới tính nữ mà con lộn. Đây nè. Sao mày hay cái lộn kết quả quá của bác nè. Bác coi rồi bác giật mình luôn, chứ không phải bình thường nha. Cái kết quả trả cho bác để con đọc cho. Nó là bóng to. Bóng to. Bóng to là bóng mắt to không, bóng tim không to. Con đọc lộn, đọc thiếu chữ. Trời, con gom gọn á, con hay gom gọn lắm, đọc cho nó ngắn gọn. Bóng tim không to là ok đúng không? Đúng là ok rồi. Rồi cung máu trung thường, hiểu không? Cung hoàng đạo. Con rút cho nó ngắn cái câu là cung mạch máu và trung thất bình thường. Mẹ ơi mẹ, bệnh của con mà mẹ rút lại hoài con không biết, con mơ hồ lắm. Mày làm ơn mày nói rõ cho tao được không? Rõ nè. Tổn nhu. Tổn nhu là phân tích luôn, là con giải nghĩa là không thấy tổn thương nhu mô phổi là bình thường luôn, không bị bệnh gì hết, không tổn thương. Mày rút lại còn hai chữ. Dựa trên những cái phát hiện bệnh lý trên phim, đưa ra kết quả cuối cùng là trong máu bác có mỡ. Là mỡ trong máu nhiều. Là kêu cái tình trạng định hướng nha, là cái hướng điều trị là uống thuốc để giảm một phần thôi. Nhưng mà phải ăn uống là do bác giữ sức khỏe nữa, do cái quá trình gọi là sinh hoạt đời sống hàng ngày, bác bớt đi nhậu lại. Rồi thôi thôi thôi, được rồi, thôi được, bây giờ bỏ tao qua bên đi. Cho tao biết kết quả xét nghiệm của ông vàng. Thôi, thôi thôi không được đâu. Kết quả người nào á là phải nói cho người đó. Cái nghiệp vụ làm nghề của con là phải có tâm, có đức. Nhưng là mà chuyện của người ta mình phải giữ bí mật cho khách hàng. Bây giờ tao hỏi mày nè, tao với ổng hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Thì bây giờ ổng bệnh thì bây giờ mày đưa cho tao biết để tao đi qua tao phụ ổng một tay. Ủa, cái chuyện mà chồm sớm nhau sống tình làng nghĩa sớm á là được rồi. Ừ. Biết hoàn cảnh của nhau thôi, còn không có được biết bệnh tình của nhau. Biết, biết bệnh tình như vậy á rồi đi nói tùm lum tùm la chuyện của người ta. Cái bệnh tình mà dòng thứ mà
thời kỳ cuối á, người ta tống cần cái tinh thần lắm. Trời nếu mà ơi. Nói người ta như vậy á, người ta mặc cảm cái tinh thần đi xuống, mà những cái bệnh mà khó trị á, mà nó đến cái chu kỳ gọi là nặng để mà gọi là ung thư rồi đó, thì mà bây giờ chỉ cần mà cái tinh thần nó tác động vô thôi, mà cái tế bào ung thư nó phát triển mạnh rồi á, thì người ta nói á, thuốc chị cũng không có vô nữa. Thôi mà thôi, con không nói đâu, nói ra mất công là tiết lộ bệnh của bác Vàng nữa. Thôi thôi, hồ sơ của bác để con giữ đi. Con ơi con, vì mày nói gì là hồi nãy giờ là ông Vàng ung thư thời kỳ cuối. Ai nói đâu bác, sao cái bác miệng của bác sao hay suy diễn quá. Con đọc mồm, đọc bác. Miệng. Đâu có nói, con đang dẫn chứng là cái trường hợp mà những người nặng giống như bác Vàng vậy đó. Ủa, không phải, những cái người mà nặng á, thì cái trường hợp bác Vàng đi đang đi vào cái giai đoạn nặng như những người mà con dẫn chứng. Ủa, là cái những cái người mà nặng á, thì mình phải giấu, mình không có nói, để bác Vàng biết là bác Vàng buồn. Trời ơi, vậy là ông Vàng sắp chết rồi. Ông Vàng có chết đâu, cái bệnh tình thôi. Mày mới nói ông Vàng ung thư thời kỳ cuối. Cô nói đâu, con nói ví dụ. Thôi bác đừng hỏi con. Sao mày ví dụ gì kỳ vậy? Thôi con không nói với bác nữa. Con nói với bác một hồi, bác hỏi ra nó lộ ra hết. Mất công người ta nói là con á, bác sĩ không có lương tâm nghề nghiệp. Trời ơi, tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân thôi, con đem hồ sơ về cho bác hỏi biết. Trời ơi, Tâm ơi, Tâm mày Vàng. Mày đưa cho, mày đưa tao. Thôi con đem cái này về luôn. Lỡ bác run quá là bác quơ bể đồ nhà tùm lum tùm la nữa. Con nói thôi, con về con đưa cho bác Vàng, bác khỏi coi. Tâm! Thôi! Tâm! Thôi! Tâm ơi! Trời ơi, Tâm ơi, sao mày không có Tâm vậy Tâm? Hết rồi, ông Vàng sắp chết rồi ông Vàng ơi. Bác! Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao ngồi đen thùi lùi một cục vậy? Trời đất ơi, sao tối thui vậy? Mày mới tối á. Trời đất ơi, bác Vàng ơi, sao vậy? Có ai theo không? Không. Đau quá chịu nổi. Nó nghe, mở cái mặt con ơi, coi. Mở cái mặt ra. Cái môi trời đó coi, giống như con trọng chết trâu vậy đó. Nhọt nhọt quá, cái mắt thâm buồn quá. Trời, nó nghe nè. Lo phải không, lo phải không? Mắt gì lo? Bị đau. Trời ơi, người có như đây nghe nè. Mày tháo cái đó ra rồi con, nó nhòe lên cái kiến mày á, mày nhìn mày. À đúng rồi. Ừ, nãy giờ con cá thòi lầu vậy đó. Hết cho nó trong này. Trời đất ơi, nãy giờ con đi con tưởng là xíu lạnh không đó. Bây giờ con giao kết quả cho bác nè. Có chưa? Đừng có lo nha. Chuyện gì nó cũng có cái số của nó đó. Được thì đến, không được thì đi. Không có gì vội. Cảm ơn con. Nè, cái kết quả này nhờ mày á, nhờ mày khuyên tao thì tao lo hơn đó. Có gì đâu lo. Con coi rồi. Bây giờ con chia sẻ bác luôn. Không có lo, không có sợ cái gì hết. Mà bây giờ nè, cái bệnh viện à, nó tâm lý lắm. Nó không có trả cái kết quả không. Nó có đưa cái gọi là cái kiến thức sống cho mình nữa. Nè, con mở con đọc cho bác nghe, bất giật mình. Đọc hai câu này ngộ ra biết chân lý sống. Hai câu người ta dặn gì? Đơn giản nhớ kỹ nha. Đời người như chiếc xe tan, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Đơn giản sống vậy đó. Bác sĩ gửi gắm hai câu kêu về, kêu bệnh nhân đọc hai câu đi, muốn tính gì tính. Đời người như chiếc, xe tan, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Đưa người hôm trước hôm sau rước mình. Đưa mình, ai rước đâu, ai lãnh đâu mà rước. Đưa mình. Cái chiến nó tự động đi thôi, không ai rước hết. Xe tan lăng. Chưa, trong... tự chế thơ. Cái câu thơ người ta là thơ 4 câu. Bác hãy tự chế quá. Còn hai câu còn lại nhắn 1080 cho bác được không? Không, con tự nói luôn. Đời người như án tử hình. Đời người như án tử hình. Đứa nào lên tiếng trước đó đó bị bắn trước. Cái câu cuối nó vậy đó, nó ngang vậy đó. Rồi bây giờ con đưa cái hồ sơ cho bác nè. Để nó tự tao đọc. Tự đọc được đúng không? Không có run nữa nha, không sợ nha. Tao sẽ lấy dũng cảm mà tao hỏi nè. Rồi. Mày rảnh lắm hả? Sao vậy? Mày nói chuyện tao nguyên đêm á. Ra cái quả xong về đi đó. Rồi thôi bác giữ nha. Bình tĩnh. Nhớ không? Đời người sao? Đời như người như chiến xe tan. Đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Đọc hai câu nghe nó nhẹ nhàng. Mày đi về đi. Thôi. Bây giờ con đi kiếm người khác, con trả kết quả cho người ta. Mà tao dặn nè. Gì? Đi ra ai có hỏi gì cũng được trả lời. Không, đi vô sao đi ra như vậy? Không có nói với ai đó. Hồi nãy đi vô nhà bác mấy cái bóng đen đi ngang con còn không thèm nói tới nữa. Phải điên qua nhà tao là cái bóng đen, nhà tao tới nghĩa địa mà có bóng đen. Khùng điên. Khùng điên. Đông nghẹt ở ngoài kêu con đi theo không, con nói không. Vô nước ổng đi trước rồi tôi đi sau. Mẹ bà tao mà không bệnh á, thằng mày chết cho tao mẹ mày. Đời người như chiếc xe tan,
đưa người hôm trước, hôm sau đưa mình. Phiếu kết quả đào được vàng. Xe tang lăng lăng khuất trong đêm khuất xa dần. Mưa thu bay bay biết xe nào rước tới mình. Thương gửi bé Ngọc. Khi em nhận được bức thư này, chắc là anh đã đi xa lắm rồi. Anh không muốn quãng đời còn lại làm ảnh hưởng tới em và các cháu. Anh đã mắc một chứng bệnh ung thư không thể nào trị khỏi. Những ngày sống còn lại của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, không qua nổi ngón chân. Anh viết lá thư này chỉ mong em thực hiện giùm anh hai điều. Điều thứ nhất, hãy giúp anh chăm sóc cháu anh. Điều thứ hai, hãy bán hết tài sản, sau đó chia ra làm đôi. 50% anh dành cho hai đứa cháu, 50% còn lại anh dùng để làm từ thiện cho một người phụ nữ cô đơn chiếc bóng trong chiều tà. Người đó là em. Hãy giữ 50% này xem như là kỷ vật xin lỗi cuối đời của anh. Anh vẫn yêu em như ngày nào, bé Ngọc bé bỏng của anh. Đây chắc có lẽ là những lời tận đáy lòng của anh dành tặng cho em. Mong em hiểu và tha thứ cho anh. Yêu em trọn đời trọn kiếp. Xin lỗi và hẹn gặp em ở kiếp sau. Giang ơi, Giang ơi, sao bỏ tôi vậy? Giang ơi, Giang ơi, Giang ơi, sao Giang bỏ không chị? Giang ơi, trời ơi, trời ơi, không chết đâu, đây là để tôi một mình. Người tôi sống với ai trời? Gì? 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 Sao vậy? Ủa sao chị khóc vậy? Ông Giang ơi, hay là ông Giang? Gì? Có chuyện gì vậy? Ông Giang, ông Giang chết rồi, trời ơi, ông Giang chết rồi. Chị nói vậy là sao? Không có hiểu gì hết á. Ủa, là sao? Dì nói cái gì? Dì nói chú con chết. Nhưng mà làm sao? Ủa, dì gì? Đừng, đừng bóp quá, tao đau lắm rồi. Nhưng mà dì đã đi tìm chú chưa? Em mới về, tao biết tao trông Giang mà. Ông rất là sợ xấu. Giang ơi, chú Giang. Vậy ông kiếm chỗ nào, ông nhảy xong, ông tự dần, ông chết rồi. Vậy? Dì nói gì vậy? Chú Giang đâu? Giang chết rồi. Trời đất ơi, con mới làm cái bài thơ đưa xe tan đi. Con nói rồi, cái chuyến xe đó từ từ, không có vội. Cái dù xe nó chưa tới rước mình thì sớm báo nhà hoàng, nhà xác tới chở xác mình đi. Mắc cái gì mà dội mà đi sớm vậy? Trời ơi, con lỡ miệng thôi mà con gây hậu quả vậy. Trời ơi, ông Bình ông chết liên quan gì tới mày? Không phải, hôm qua là con đưa cái hồ sơ cho chú Vàng. Con thông báo cái bệnh tình của chú Vàng nặng lắm rồi là sẽ chết.
rồi chú Vàng mới chắc đi làm tùm bậy á, chứ thật ra cái là hồ sơ giả. Cái bộ hồ sơ đó không phải của chú Vàng, cái hồ sơ đó là của cái ông kia kìa, ổng cũng tên Vàng nhưng nói mà lại là tao khóc xúc lông mi luôn, mày nói lại khúc này cho tao nghe. Con đưa lộn kết quả, hôm qua kết quả đó là của ông Vàng xóm trên, còn ông Vàng nhà mình là ông Vàng xóm dưới, là ông chỉ bị gọi là ngộ độc thực phẩm thôi, ông đau bụng chút xíu thôi rồi nhẹ rồi uống thuốc ở nhà dưỡng thương kỹ lưỡng, ăn uống đàng hoàng là cái đường tiêu hóa nó tốt trở lại à, không có bị cái gì nghiêm trọng. Rồi bà nội cha mày mắc gì mày vô mày làm thơ tang mày tặng ổng? Thì ở chợ người ta đưa hồ sơ con đâu có đọc kỹ đâu, con tưởng ổng, con cũng buồn chứ bộ, con đưa cho con còn giữ cái điềm tĩnh, con chấn tĩnh chú nữa, con nói chú ơi bình tĩnh nha, chuyện này ai cũng đối diện hết đó. Bây giờ tao làm thơ tao tặng lại mày nghe. Trời đất, coi làm thơ nhánh vậy. Đâu làm cho con coi coi. Một tang làm chẳng nên non. Ba tang chụm lại gọi là trùng tang. Con quỷ ơi, chiếc này mày chết giờ nữa thôi. Trời ơi, hồ sơ. Trời ơi, nói lộn chút xíu thôi làm gì dữ vậy. Sống lập trường, người ta đồ mình bệnh thôi, cái tự nhiên tự giận. Cái đó là chết là do tập đoàn. Trời đất ơi, mày còn người giọng vậy con quỷ người. Con người xấu còn á. Mày nhút nhát. Con người xấu. Mày buông tao ra, tụi mày buông gì? Con người xấu. Tụi mày buông tao ra là gì? Sợ. Cái này chấm chết cái mày. Trời ơi, trời, con quỷ này. Thế nào tao cũng qua nhà mày tao quậy nữa hả? Thôi chị ơi. Bây giờ mình tính sao hả gì? Tính sao gì nữa? Đi kiếm ông Vàng chứ còn tính gì nữa? Đi đi. Ông Vàng ơi! Chú Vàng ơi! Chú Vàng ơi! Hãy đưa tôi về thăm muôn con. Trời ơi! Trời ơi! Xin biệt tất cả mọi người, nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ về thăm quê hương nguồn cội, dính biệt con đường, dính biệt hàng cây ngọn cỏ, dính biệt tất cả người tôi thương. Trời ơi! Hả? Tại sao cái dòng sông này nước nó đen xì vậy? Mình chết xuống đây có còn đẹp không ta? Nhưng không, phải đi thôi. Vĩnh biệt. Cái gì vậy trời? Cái gì mà tắt cái nguồn cảm hứng tự giận vậy? Cái con mẹ này. Alo. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi má ơi, bà chính giao lam, bà có bị điên không? Tôi đang bận đi tự giận, mắc gì giờ này mà đi đòi tiền hụi? Mắc cái gì giờ này mà đi đòi tiền hụi? Nè, tôi nói cho bà biết nha, cái tiền hụi đó là hụi sống. Bây giờ tôi có tự giận tôi chết đi thì cái tiền hụi đó bà vẫn được hưởng, mắc gì bà đòi? Dính biệt bà. Bà chính giao lam, biến đi má. Trời ơi, chú bà ơi, chú bà tao sắn lại đầu mày à? Cái gì mà tụi mày đi với tụi mày muốn lỏng não vậy đó? Nghe nè, tao nghe hình như là có cái tiếng của ông Vàng đó bên đây nè. Đi, đi qua bển kiếm ông coi. Chú Vàng ơi! Chú Vàng! Tạm biệt tất cả mọi người. Ông Vàng! Ai đó mà, đứng lại. Vàng, Vàng làm gì vậy Vàng? Bà bước tới một cái là tôi nhảy xuống đây liền đó. Không, đừng. Ông bị khùng cái gì, ông đi ra đây ông tự giận vậy? Ủa, chứ sống chi cho cuộc đời này? Bà tưởng tượng đi, cái cảm giác bà biết bà sắp chết, ảnh hưởng tới người này người nọ, bà sống chi cho trật đất. Trời ơi, cha ơi, cha không có chết đây nè. Đây mới là cái kết quả xét nghiệm thiệt nè. Còn cái kết quả kia là sai. Cái con tâm bóng nó lo nhiều chuyện. Trời ơi, nó là đưa cái kết quả là của ông Vàng là Vàng, Vàng giả xóm trên. Còn ông là ông Vàng thiệt xóm dưới mà ông bị khùng cái gì nè. Nè, kết quả gì? Nó đem qua coi. Dạ. Kết quả xét nghiệm trúng thật. Ủa? Đúng rồi, là trúng thật chứ không có bị bệnh nan y hả? Trời ơi, bị bệnh nan y ông bởi vì cái tật của ông tào lao. Trời ơi, mém tí xíu nhảy xuống sông này chết là chết thúi sình luôn á thiệt. Đi lên, đi về với tôi. À, không có chết đúng không? Không có chết. Đợi tôi một cái. Dính biệt dòng sông và không hẹn ngày gặp lại. Không có cái gì á, tào lao. Cái gì? Khoan này. Cái gì nữa?
À, tôi cần xác nhận với bà một số chuyện. Cái gì? Là cái tài sản bên nhà tôi gửi cho bà đó. Chưa có bán, chưa có kịp bán, chưa có kịp làm từ thiện gì hết, còn nguyên, yên tâm. Vậy là bà hứa lèo. Sao? Mấy một tí tôi nhảy xuống đây là bà chưa thực hiện di nguyện của tôi về tôi bóp cổ bà. Nẹt rấy rồi nhét đánh ông bà à. Khùng điên quá, tôi chưa có kịp bán, ông không có gì hết á. Chuyện đó không quan trọng. Ừ. Chuyện này mới chính nè. Chuyện gì? Bà có biết chữ không? Biết chứ. Vậy thì cái... cái lá thơ đọc hết rồi. Em Ngọc thân mến, anh không thể nào sống được khi thiếu em. Anh yêu em như gà yêu thóc. Trời ơi, chói chẳng thà tôi chết vì bệnh nam y còn đỡ hơn là chết vì nhục vĩnh biệt của mày. Trời ơi, tao không sống nữa. Không, thả tao ra, đừng đưa tao về gạch mã. Không, tao không biết gì mà.